Xin chào tất cả các bác. Hiện tại tôi đang ở vừa rẽ từ đường DT7 422 gì đấy, 27730 gì đấy. Mới vào đây luôn. Và khu này như là thuộc của huyện Hoài Đức các bác ạ. Huyện Hoài Đức các bác nhá. Thì các bác có thể đi vào cái khu này ấy thông qua hai con đường. Đó là một con đường thông qua cái khu đô thị City Number 1 và một con đường là vào trực tiếp đấy từ đường tỉnh luôn, 730. Đấy thì hôm nay thì tôi đang ở cái khu đô thị Vân Canh. Cái khu đô thị Vân Canh này thì là khu đô thị lớn các bác ạ. Nhưng mà nó nằm ở Hoài Đức cho nên là cái dự án của cái khu đô thị này thì hiện tại đang đóng băng. Có nghĩa là đang xây lên như thế này đấy. Thì hôm nay tôi sẽ chạy một vòng cái khu đô thị này để mà tôi giới thiệu cho các bác. Chung là chủ yếu khu vực này nhà phố thôi và có một vài lô là biệt thự đấy, chứ nhà phố là chủ yếu các bác nhá. Cái phía này là cái phía mà chúng ta đang chạy đấy, là phía chủ yếu là lô nhà phố thương mại đấy. Mức giá ở những cái nhà phố ở đây thì chắc là tôi nghĩ nó cũng không cao bằng trong thành phố đâu, nó rẻ hơn rất là nhiều. Nhưng mà do cái kết nối về giao thông ấy, tới khu vực này thì nó không được tốt. Thực sự là nói thẳng đó là không được tốt đâu. Dẫn đến là chúng ta sẽ cảm thấy rằng là cái cho nên là ít người họ ở cái khu này. Chủ yếu là những cái người nào mà họ làm ở đây luôn ấy thì họ sẽ ở. Chứ còn nếu mà những cái khu như đô thị Vân Canh này, ở cái khu vực này nó đi xa, đường đi vào, đường tỉnh đi vào rất là nhỏ luôn, rất là bụi bặm luôn, thì thực sự nó rất là kén người ở, rất là kén người họ ở khu này. Đây có cái công viên các bác này, đây có cái sân tennis, nhưng mà sân tennis này chắc là chẳng có ai vào đây để mà đánh đâu, cũ hết rồi các bác nhìn không, cũ kỳ giống như trong phim Ngày Tận Thế ấy. Đấy, rất là đáng tiếc. Thì cái khu vực mà gần Hoài Đức này thì nó là đây là cái tình trạng chung, bất động sản đóng băng rồi, nó không được sôi động bằng khu phía đông hay là khu phía nam thành phố. Ở Sài Gòn cũng thế, ở Sài Gòn mà mấy cái khu phía đông rồi khu phía nam gì đấy thì cũng rất là vắng khách, cực kỳ vắng khách luôn, cực kỳ đông khách luôn. Nhưng mà những cái khu phía tây thì rất là vắng khách. Thì cái khu Hoài Đức này thì cũng phía tây, nó cũng giống như khu Củ Chi đấy, như khu Củ Chi Hóc Môn đấy, cực kỳ vắng khách, ít người ở lắm. Cái căn biệt thự này người ta đang rao bán, người ta mua rồi nhưng mà nhà thô thế này thôi, sau đấy thì về phải sửa lại thì mới ở được. Đây có nhiều nhà ở đấy cái này các bác. Đây là mấy cái khu ngoài này thì chắc là có người ở này, nhiều nhà ở đấy, nhà phố, mấy cái nhà phố ở đây đóng băng này các bạn, ít người ở lắm, một hai nhà, mấy nhà ở, một dãy như thế này có được khoảng vài nhà ở thôi. Cái khu này mà chắc mà muốn phát triển thì chắc là phải chờ thời gian rất là lâu đấy, cực kỳ lâu luôn. Chứ còn mà thời điểm hiện tại mà muốn phát triển cái khu này lên thì chắc là khó, rất là khó luôn. Cái lô biệt thự này, phía bên này còn một cái lô nữa, lô nhà của nhà phố luôn. Chắc là tôi chạy qua tôi giới thiệu cho các bác một xíu đi để chúng ta tham khảo nhá. Phía dưới này, phía bên này là khu biệt thự này, lát chúng ta vòng qua khu biệt thự coi thử như thế nào. Đây đây, có cái nhà ở này, nhà phố này, dưới góc này này. Phía dưới này đất còn nhiều lắm, đất cực kỳ nhiều luôn. Đấy, nhà phố quá trời này. Họ đang làm cái gì, như tập lái xe ô tô đấy. Ui, bỏ hoang hết này. Ai mà ở vậy? Khu này đây. Bỏ hoang mấy dãy luôn các bác ơi, mấy dãy luôn. Đây có nhà ở này, ở đây tìm nhà chắc đuối.
Vẫn có nhà ở đấy, không phải đâu nhưng mà hiếm, hiếm, ít ít nhà. Lúc này tôi chạy qua bên này có nhà có mấy con chó to này, sợ quá vòng lại. Bán nhà chín chủ ấy, khu này đứng hình rồi, ai ở Hà Nội nữa đúng không? Tôi đi ra. Bây giờ tôi chạy qua bên khu biệt thự nha các bác, khu biệt thự để mà tôi giới thiệu cho các bác xem. Đây là có cái gì đây, bãi gửi xe, xí nghiệp gì đấy. Ở đây là khu biệt thự này các bác. Khu biệt thự này là cũng là thuộc khu đô thị Vân Canh luôn nhá. Thì có một video thì tôi cũng chạy qua khu này rồi, thì tôi tưởng là thuộc khu đô thị City Number One gì đấy, nhưng mà không phải, lại là cái này là thuộc Vân Canh đó, khúc Vân Canh, HUD Vân Canh. Đó, cũng bỏ hoang như thế đấy. Khu Hoài Đức này hiện tại bây giờ bỏ hoang nhiều lắm. Đấy, hoang tàn. Chính xác hiện tại là khu đô thị Vân Canh này là hoang tàn rồi. Có người ở rồi, đáng tiếc thật đấy. Thì ở Hoài Đức thì có những cái dự án như Tân Tây Đô này, cùng nhà phố luôn, cùng tèo. Dự án là Didaco, cùng tèo luôn, tèo nốt. Rồi dự án Number One, cùng tèo nốt luôn. Bỏ tay, không thể hiểu nổi. Do giao thông kết nối kém quá cho nên là bây giờ người ta đâu có ở được đâu. Đấy, những cái căn như thế này bỏ hoang bác thấy phí không? Phí đời nhỉ? Ai mà không muốn có mấy cái căn ở, nhưng mà người muốn nói chung là người ăn không hết mà kẻ lần không ra. Câu này lúc nào cũng đúng ở Việt Nam. Tự dưng cái đèn giờ này nó bật vơ vả vậy. Phía này thì nhà phố đây này, có mấy cái nhà phố. Dưới này còn biệt thự nữa, mấy lô biệt thự dưới này nữa, nhà phố biệt thự dưới này nữa. Hôm nay là ngày thứ tư tôi ở Hà Nội đấy các bác. Nói chung đi quay cũng được khá, chạy cũng có biết được tổng quan cái bất động sản, khu nào hot, khu nào không hot, khu nào đang đóng băng thì biết cơ bản rồi. Đấy, nói chung tìm hiểu thị trường thôi, rồi có những cái so sánh với Sài Gòn thôi. Nói chung là cũng có nhiều nét rất là tương đồng luôn với Sài Gòn, rất là có nhiều nét tương đồng. Nhưng ở Hà Nội lại có những cái nét rằng là nó làm tốt hơn Sài Gòn. Thực sự nó có nhiều làm nét làm tốt hơn, tốt hơn Sài Gòn rất là nhiều. Đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái dự án khu đô thị Vân Canh là như thế. Thì bác nào mà có nhu cầu mua thuê ở đầu tư gì thì các bác có thể ghé một xíu nhá. Tôi nghĩ là một cái lựa chọn nó cũng là khá là ổn với những cái bác nào làm ở khu vực Hoài Đức này, rồi là những cái khu vực gần gần đấy. Đây có cái công viên các bác. Ui, đấy, nhà này bỏ lâu lắm rồi. 5 năm rồi đấy. 4 năm bỏ hoang không có ai rồi. Nó xuống cấp trầm trọng luôn. Đèn điện thì không có người ta, chắc là do người ta đang sửa điện ngoài này cho nên bật lên. Đang sửa điện ở ngoài này. Chứ tự nhiên thấy tự nhiên đèn điện bật lên sáng trưng thế. Buồn cười nhỉ. Thôi đi ra các bác nhá.
Video này thì tôi xin giới thiệu là như thế thôi. Nếu bác nào có nhu cầu mua ở đầu tư gì thì nhớ ghé thăm một xíu, hoặc là nếu các bác thấy thích thì các bác nhớ like, chia sẻ, ủng hộ cho tôi nhé. Đặc biệt là nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi đấy, để chúng tôi có thể đi thêm nhiều nơi nữa và quay thêm nhiều địa điểm nữa cho các bác. Thôi ra các bác nhá. Hôm nay cày hơi nhiều đấy. Đi ra thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này và nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nha các bác. Nhớ nhá. Nhớ đăng ký đấy. Rồi, đi ra thôi. Đi ra đây là đường tỉnh rồi này các bác.